Thiên Chúa muôn đời cao đầy. Tình Chúa ơi. Cho mỗi người cho
tình yêu Chúa cao vời biết bao, làm sao biết đáp đền thế nào để cho cần xưng Chúa ơi, để cho cần xưng Chúa ơi. Ôi tình yêu thương Chúa cao vời, tình yêu thương Chúa muôn đời, người yêu con từ ngàn xưa, từ khi chưa có đồi non, từ khi chưa có trời cao, chưa có vầng trăng với ngàn sao, gọi con giữa muôn muôn người, tìm con giữa nơi buồn nhớ. Tình yêu Chúa cao vời biết bao, làm sao biết đáp đền thế nào, để cho cần xưng Chúa ơi, để cho cần xưng Chúa. Rất tốt, sắp xếp tổ chức công việc rất là nghiêm túc,
và bày tỏ cái lòng yêu mến đặc biệt trong lúc này ngày hôm nay. It is not important if we are big or small, because even the smallest, and we may be the smallest, less significant person can do a lot of good for the other people. And this is the main message of Jesus Christ, to love each other and respect each other. Ngài nói giáo sư lớn hay nhỏ nó không quan trọng. Cái điều quan trọng nhất là chúng ta trở thành nhân chứng cho Chúa Kitô trong cái đời sống của chúng ta, cho dù giáo sư chúng ta rất nhỏ bé, và cái điều này nó quan trọng hơn nhiều. Bishop, because these days I have a great opportunity to know your diocese, not only your parish, but different realities. I see how the people express. Cũng gọi lời cảm ơn Đức Cha. Cô kêu thuộc đoàn giáo sư chúng ta đã bày tỏ cái tâm tình con cái đối với Ngài và tiếp đón Ngài rất trọng thể ngày hôm nay, và Ngài hy vọng giáo sư chúng ta càng ngày càng được tăng trưởng mạnh mẽ trong đời sống đức tin. And thank you also for your greetings that I will bring to Rome in June. I will meet the Holy Father and I will convey your greetings, your prayers. I will thank him about the church in Vietnam, especially in your diocese, IP. Tháng 6 tới đây, Ngài sẽ trở về Roma, gặp Đức Thánh Cha, và Ngài sẽ chuyển lời chúc mừng và lời hứa của chúng ta cầu nguyện và thể hiện lòng yêu mến đối với Đức Thánh Cha tháng 6 này, in this June. Now I impart a new, bestow a new that apostolic blessing. Bây giờ Ngài ban các lời của Thánh cho con bà chúng ta. Xin con bà chúng ta đứng lên. Chúa cùng anh chị em và cùng cha. Hãy Chúa cùng dân Chúa. Đời mây đập và rơi muôn lần. Hãy phù trợ chúng ta ở nơi dân Chúa. Đã chúng ta thành rơi ơn. Xin Thiên Chúa hoàn thân là Cha và Con và Thánh Thần ban phước lành cho tất cả anh chị em. Dâng lời ngợi khen Thiên Chúa, biết bao ân lành Ngài ban xuống chan hòa. Hôm nay ngày hân hoan, hôm nay ngày tạ ơn.